Chào các bạn, các cháu. Rất vui được gặp các bạn, các cháu. Hôm nay tôi trải nghiệm về dâm cành cây mai hồng ngọc các bạn, các cháu. Đây là cây mai hồng ngọc. Trồng được gần 2 năm mà. Nó có bông rất đẹp. Bông nó gần giống như bông tường vi. Nhưng mà nó có mùi thơm hơn các bạn, các cháu. Giờ tôi cắt tỉa, tôi nhân giống ra trồng cho đẹp. Nó dễ nhân giống, dễ ra rễ lắm. Chỗ nào có mắt là nó mọc rễ ra. Này nhỏ mình lấy cái nhỏ mình làm cắt sát gốc, cắt sát thân. Mấy cái nhánh có cái mắt này nó cũng ra rễ rồi các bạn, các cháu. Đây nó ra rễ rồi. Bởi nó dễ ra rễ, dễ nhân giống. Giờ tôi cắt nó ra chừng 3 lóng tay, 4 lóng tay tôi nhân giống để chia sẻ với cùng các bạn, các cháu nha. Cắt cả 4 lóng tay này. Cái này thì được một hôm. Ba lóng tay được 2 hôm, này cái nhánh này được 4 hôm. Trong vòng 2 tuần nữa nó ra rễ rồi các bạn, các cháu. Trong vòng 1 tháng rưỡi mình đem ra chậu mình trồng được. Giờ cắt ra là 4 hôm. Bông nó cũng đẹp mà có mùi thơm nữa. Hồng ngọc mai. Ngâm vô kích rễ. Bỏ ngâm hết. N3M. Dâm mà để vô bóng râm. Rồi bắt đầu tôi dâm rễ chia sẻ với các bạn, các cháu nha.
cắt như vậy mà nó bị xước thì mình gọt này các bạn, đó, gọt. Gọt cho nó láng lại rồi bắt đầu các bạn các cháu dâm. Để tôi dâm đã xong rồi đó. Để trong bóng râm bột mũ bột mũ lại để trong bóng râm tưới nước đó các bạn, tưới lần đầu cho ẩm cho đẫm đó. Cho bột mũ để trong bóng râm ba mà nó chảy ra, từ từ tưới để nó chảy ra ngoài hết. Tưới cho nó đẫm lúc đầu, còn bên mũi rồi 10 ngày sau nó đâm trực mới, khoảng nửa tháng nó mới ra rễ. Lọc nhỏ không có dừa. Đó thì còn không có dừa. Hồng ngọc mai dễ nhân giống, dễ ra rễ. Bông đẹp, có mùi thơm. Nó ra rễ rồi mình trồng thời gian nó cho rễ quấn quýt chi vậy rất đẹp các bạn các cháu. Mình trồng mình nuôi dưỡng thời gian là nó tự nó ra rễ, mình có thể thấp cho nó đều lại rất đẹp. Vậy là tôi đã trải nghiệm về dâm cây hồng ngọc mai để chia sẻ với các bạn các cháu xem, các bạn các cháu cảm ơn các bạn các cháu xem video này nha. Kính chào các bạn các cháu, hẹn gặp lại, chào.